xin chào anh em, chào mừng anh em đến với vlog tiếp theo của bọn mình anh em ơi. Ôi, trong buổi sáng ngày hôm nay thì bọn mình cũng lại tiếp tục vào cái công việc gọi là để hoàn thiện chiếc Zeeco này và những cái chi tiết ở trong chiếc Ford Mustang hoặc là Mustang gì ấy. Đấy. Thì là hôm nay là kỹ sư điện là Đỗ Trung Nguyên đang thì xử lý cái phần điện của cái phần động cơ kia. Đấy anh em ạ. Đây. Cần rõ nét nhất là đây là đang tìm cái gì đấy? Đang tìm điện ECU. ECU á? Vâng. Đấy, qua thời gian là để ngoài mưa, ngoài nắng cái con động cơ này thì hôm nay bắt đầu Nguyên mới quay trở lại để xử lý cái phần điện của ECU này. Còn nó nổ hay không thì anh em chờ đợi những giây phút gọi là hồi hộp nhất. Đấy, có cả do chú nữa, tại vì đâu? chú Hàn nó bắn vào dây điện ấy, nhiều khi nó đứt. Vậy thì cái hộp này hộp ECU chính à? Vâng, ECU chính rồi. Ở chiếc xe này thì mình thấy nó có hai cái hộp ECU anh em ạ. Đây này. Đây là cái hộp ECU chính. ECU này như ECU chuẩn tổng để điều khiển cho máy. Tất cả các cảm biến của máy với lại mọi thứ ở trong đây. Ví dụ như là kim phun điện tử này. Rồi thì mobil đánh lửa này. Đấy chắc là ECU để điều khiển hết. Còn một chiếc nữa mà, một hộp nữa đâu? Đây. Một chiếc này thì không biết nó màu đâu. À đây, đây. Rút ra thì nó vẫn nổ. ECU này là mình thấy hôm nọ là rút đang nổ máy nhưng mà rút ra nó vẫn nổ. Xong là rút hẳn ra xong đề thì nó vẫn nổ. Thì mình thấy kỹ sư Dũng nói chuyện bảo là cái hộp này là hộp của điều khiển của hộp phanh ABS. Thì chắc là nó ở cái... Đây. Đấy. Đây là tôi ở cái cục điều khiển ABS này chăng. Đây này. Thì mình cũng không hiểu lắm nhưng mà dây điện nó chẳng vào đây cũng khá là nhiều luôn. Đây này. 1, 2, 2, 2 dây điện. Hai cái ổ dây điện nó điều khiển nguyên cái cục này để cảm biến vào đây. Chắc là ở trong đấy khi mà như kiểu ABS thì nó cứ phanh nó cứ nhấp nhả liên tục á. Đây thì hôm qua đã xử lý hết rồi nè. Đây anh em thấy không? Dịch ra rồi, đây cái khoảng này là cái này dịch ra đâu. Đây là còn đầu con ốc thôi, còn nó là bên ngoài cái rất là xa, khoảng hơn một ngón tay mình luôn nè. Đấy thì động cơ thì nó cũng không thể nào rung giật đến đấy được. Nếu mà nó rung ra đấy thì mức độ chuyển động của nó kinh khủng lắm. Ui, bây giờ điện vô lăng nó ở trên này rồi mà điện vào cổng máy thì nó nằm ở đây thì là cảm giác. Đâu? Đâu điện vô lăng đâu? Đây điện vô lăng kia này. Đây là đầu điện đầu lên vô lăng đi điện đồng hồ báo đồng hồ thế tổng máy đấy là và nó dắt vào cái dắt này vào dắt ở chỗ ECU này đây hả đây mấy dắt này gì thì mình tìm đường mình vắt nó lên cái gì đâu kéo xuống thì nó lại thiếu điện ở cái chìa khóa. Ồ, chìa khóa mình có thể mình chuyển đổi được. Chuyển đổi được chìa khóa. Hiện tại cái này thì cái đồng hồ này, cái vô lăng này nó chỉ lên có một cái chìa, ổ chìa khóa này thôi là để nổ thôi. Còn đồng hồ thì nó chỉ báo hiệu những cái ví dụ như là xăng rồi thì gì đó, bình ắc quy rồi thì cửa tiếp luôn đúng không? Cần muốn điều chìa khóa thôi. Ừ, đồng hồ sau này mình sử dụng cái đồng hồ khác. Đồng hồ cũng báo điện à? Có báo nhưng mà nghĩa là đồng hồ để có đồng hồ thì ví dụ như hôm nọ anh sửa đó điện anh mà có đồng hồ để lại thì đôi khi mình tìm dây nó dễ ra dễ nổ hơn thì mình giữ lại. Cái này bắt đầu lắp vào chìa khóa thì nó nghe đây thôi chứ. Lại còn vướng dây côn nữa kìa. Này lắm nó vướng dây côn nữa kìa. Đó. Đấy. Dây côn nữa đâu? À, dây cái chân cục thanh này. À cái đấy không sợ. Chìa khóa cắm vào phát thì mình vắt ngược nó về đằng kia chứ. Đúng không? Có khi là thời điểm này thì nó bị vướng, nó bị nhắn cái dây này. Mình đấu ra. Sợ gì? Dây nhiều. Chìa khóa, dây to đấu dây to mua dây to đấu ra mấy trên kia hình như nhiều cái dây to lắm. Ừ đấy
Còn hôm nay thì là cái lắp này là bọn mình sẽ phải xử lý này, cắt ra đấu vào kia, xong đo cái chiều dài của nó khoảng bao nhiêu, nó thiếu bao nhiêu bắt đầu mình nối lại. Đấy. Còn trong này thì là anh em for Mustang vẫn đang hoàn thành. Đây ở chỗ này là Mr. Hưng đang nhiều ảnh gì đây không? Cắt đá. Cắt đôi. Cắt đôi nối tàu à? Ừ. Cắt ra lấy ra. Cắt đôi mới lấy được ra. Vậy cái phần này là sau này là có thể chết em? Hay là tháo ra được? Tháo ra được chứ không? Đó. Tháo ra được chứ? Tháo ra được hả? Tháo ra thì mới xem xét gì xăng. Tháo ra được thôi. Nếu vậy mới được, còn nếu mà không tháo ra được thì chỗ mình bình xăng bình chung rồi nhọt kia cho hơi khó ấy. Nhỉ? Phát này là nó không liền. Dạ, không liền hả? Phát này không liền. Tháo rồi này được. Bắn vít vào. Phạch. Thì ở trong kia là Mr. Nùng đang xử lý cái gì nếu gọi là cắt ly cửa. Nhưng mà xử lý kiểu gì thì anh em lên viên chính vì bọn mình cũng đây biết tên nhất hôm qua là đi chơi với người yêu bỏ hôm nay ngờ lắm rồi sầu người yêu bỏ bao qua hai đứa bỏ cùng một lúc hai đứa bỏ nhau không hai đứa bỏ cháu cùng một lúc à, gấp đôi vậy. Gấp đôi sợ vậy thì mình phải xem lại xem tại sao rồi. Người yêu nó bỏ liên tục vậy nhơi xem lại cái căn ở đây cứ suốt ngày yêu cô này để đòi đi tán cô khác là sao nó không bỏ mày chưa bị đánh ấy. Người ta phải tình yêu chung thủy phải không Hưng? Người ta phải mãi một tình yêu chưa bị đánh ấy. Ai đánh bây giờ người ta văn minh nhơi có cháu già mà qua cháu bị dọa không à? Dọa? Là bao lâu? Hôm qua cháu bị dọa, cháu sợ luôn. Mãi phân kích à? Cháu đéo. Vậy hú hồn à? Không được gì suốt. Xịn xòa cho anh em. Đấy tất cả những cái chi tiết này mấy nữa mình sẽ bọc ra. Đấy, bọc ra này, trong nội thất này bọc ra này. Đấy. Dây điện ở đấy làm gì có dây to không biết? Không thì ghé tẹo việc cái gì vài dây to hả người ghé một tí thôi ai xem cứ lùa ghé qua tẹo việc cái ai người ta cho xem kỹ chi tiết nha đâu lúc dây to lên rồi đi ai muốn dây này xem nào. Đây này là dây mát, đây này là đấy dây đồng này mới là dây xịn này. Đi mua nhiều khi dây nó củ chuối. Tức là anh em ạ, cơ này hiện tại là bọn mình đang thiếu cái dây nguồn từ đoạn dưới này lên đến trên ổ chìa khóa, thì bọn mình sẽ phải nối dây từ chìa khóa từ cái dây nguồn đấy để đổ vào cái chìa khóa kia để vòng qua lối này vòng lên này để chúc vào đấy. Chứ còn hiện tại thì cơ này cái dây ổ chìa khóa của mình nó ngắn quá, đây này nó ngắn. Còn nếu mà mình kéo giãn ra thì cũng hơi bị nguy hiểm. Đây chỉ cần nối với sao nào 2 4 5 5 dây là đủ. Yeah. Đâu? Đầu đấy lên chìa khóa. Đấy 5 dây là ok. Nhưng hiện tại có khi cứ để tạm mà lão rồi tính. Nghe không? Ý là những cái cục cái gang chứ còn sau này mình phải cho gọn nó hết vào một chỗ, nếu mà mình không sử dụng nguồn điện nào cắt hết. Nếu mà để nổ máy nó được cắt hết. Dạ. Yeah. Ok. Đấu mỗi chìa khóa này tôi. Mỗi chìa khóa này con này là phải ổ này cắm một cái chìa khóa kia để nổ, còn những cái dây này con này chọn những dây to ra để đấu vào lên trên đấy. Không. Thì một đống dây to kia. Nhiều dây điện chưa? Chỗ nào chú thấy chật vậy đi lên trên luôn à? Nó đi dây điện cái đống này cứ đi qua đây là được, đè qua chỗ này là được, bọc vài lớp vào nó qua đấy là được, nghĩa là không đi vào cái cục này là cục
ống xả. Ống xả là đi vào đấy là hơi khoan. Đó. Nó hơi nhầy. Không sao. Ok chưa? Ok. Ở đây chỉ Xuân Lợi là đang cắt cái trục lát đó mọi người ạ, đang phân chia đôi nó ra. Đấy. Mình đang chia cái trục lát mà ra, bắt đầu là nối dài nó ra tầm 1 mét mọi người nhá. Đấy, cái nó dài khoảng vàng này cho nó quay cho nó chất. Em ơi, thì ở đây chú Lợi vừa mới cắt xong này, đấy ra 4 mảnh luôn anh em ạ, ra 4 chia ra một làm 4 luôn, hai cái chia ra làm 4. Đấy, bây giờ chú Lợi là đang đo thử nghiệm xem thử là nó sẽ như thế nào và nó đến đâu anh em ạ. Đấy, đợi cháu một tí nhá, đấy cũng phải quan trọng ấy. Này cháu vào đây khảo sát trong này xem nó hôm nay làm những cái gì đấy, phải tắt đi đây rồi, tắt đi rồi. Anh đừng ở đang đây xong rồi bụi quá bài mọi người ạ. Đó, nhưng mà ở trong đây là đang làm mấy cái tấm ở phía sau ấy, ở phía sau cái phần gì nhỉ, phần bình xăng mọi người ạ, cái phần là phần chê bình xăng mọi người ạ. Đấy, đang đục ra. Cái này không bơi quá phải anh? Đấy, có bơi quá không? Không. Đấy, đây là tác hại của việc không bơi quá đấy mọi người ạ. Bây giờ phải đục qua phần mảnh một, nhưng mà không sao, cứ đục đi. Ở đây anh Nhung còn đang mà ở những chi tiết này để cho nó gọn lại, xong rồi thiếu ở đâu thì mình dán ở đấy. Để cho nó gắn kết cái phần này với cái phần cửa nó một cách chắc chắn mọi người nhé. Đấy, thì bắt đầu mình sẽ lắp cái này vào, mình lắp đi vào đây. Chưa được mài anh em nhé. Đấy, đây là phần tóc đi chưa được mài. Đấy, nó khá là gù ghề, khá là xấu. Mình phải mài qua đi thì mình bảo một lớp mặt tít nhẹ nhẹ nữa. Không mà xong rồi ấy đi thì mình sẽ bọc ra giống những phần nội thất để cho nó nhìn cho nó được xịn sò, cho nó được mịn mà cho nó đẹp đẽ mọi người nhé. Đấy, rất là tuyệt vời. Ở đây là chú Lợi đang rửa tay. Đi ra kiếm xem có cái thép nào cứng hơn không? Nhập hả? Trong cái kia thì trông qua mua vé nhưng mà thấy... Đâu, cái thép nào đâu nhỉ? Đây hả? Tao nhìn chỗ đó, nó không được đẹp ấy. Non mà nó không được tròn ấy. Nó kiểu nó vẫn cứ... Là chú nhìn em, cây méo xẹo mấy sọ vậy gì? Không, cả chục ở dưới cũng rồi. Cây queo. Nó sẽ mất sọ ngay. Cái đầu kia kìa, nó mất sọ, đầu này là đầu phôi ra. Nó sẽ mất sọ ngay. Mấy này mình có mười mấy phân thì không sợ lắm. Không, nhưng mà cũng phải nó mà cong nó cũng là cơ kinh khí chính xác, mình phải làm chuẩn từng cm một chứ. Kỳ khứ, cơ khí tương đối. Chuẩn từng cm một chứ. Chuẩn từng mét một chú ạ. Chuẩn từng 50 phân một. Chuẩn từng mét. 50 phân một mình thấy. Chuẩn từng mét đi. Đây đi mua cây này chú. Đi ra xem có cây nào nó cứng hơn mua đấy, một đoạn ngắn rồi cây đấy đừng ăn. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Mình phải để cái máy hai mươi mấy mấy chục củ của mình vào đây đã chứ không mất tích mất.
Chú ơi, cho cháu mua cái ống sắt. Một cây sắt. Không. Lại hết rồi. Nó lại thế à? Vâng. Phải để nối láp chứ. Thì giống lại thép này mới cứng nghề. Đúng rồi, nó là trục để làm trục tàu. Vâng. Kiểu kiểu nó vậy mà, cứ lúc cần là 46 không ơi. Cái lúc không cần là nhiều lắm, nhưng mà lúc cần là không có cây nào. Được hết rồi, lúc này. Hay. Này cứng luôn cái này ấy nhỉ? Hả? Thép cứng luôn. Ôi thì mà chỉ là Hải Phòng thì đứng động vào gì? Đấy chỉ lấy búa đập nó bẹt ra thôi. Có thôi nhá. Đấy mà chỉ China Hải Phòng thì biết rồi đấy. China Hải Phòng. Không kém con không? Đây. Không kém con không? Nhật nó phải cứng. Chục cùng. 100 ông kém thì 140. Bốn cân nó nặng quá. À bốn. Có ai cái gì đâu nhé? Không. Để chuyển khoản cho. Anh em ở đây. Thép này mới là thép cứng này. Về thôi chú ơi. Chà, về đây. Hôm qua đi quay rớt 20.000 chú ạ. Đút một túi quần rớt 20.000. Cài mất 20.000. Cài không chịu được. Qua ra đây muộn quá, đóng cửa là phải về kiểu mua mấy cây đấy không phù hợp với bọn mình. Ủa, không phù hợp. Cái này mình phải mua cái cây này. Hôm qua chú mua cái cây đấy ở đâu? Mua ở nhà Thắng Liễu. À. Ê, chú ơi. Về thôi. Ui. Đấy anh em ơi, ở đây thì chú Lợi đang cắt cái cây để nối vào mấy cái trục láp này này. Đấy, thì hiện tại nó đang bị một cái đấy là như thế nào nhỉ? Nó sắt nó khá là cứng anh em ạ, khá là dày nên là bọn mình cắt hơi bị lâu, nguy hiểm. Đảm bảo an toàn, chính mà con người đất rồi. Ok rồi anh em ơi, đấy vừa nãy thì chú Lợi đã cắt được những cái phần tay ổng phần khớp như thế này mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy chưa? Đó, bọn mình sẽ phải cắt khớp như thế này, cả cái trục láp nữa. Đây cái trục láp của mình đã vẽ sẵn rồi này. Rồi một lúc nữa phải cắt ra hình dạng y hệt vậy. Đấy, từ mình sẽ nối kết nối chúng lại với nhau giống như như này. Đấy, bọn mình sẽ phải kết nối trục láp với lại cây sắt này nó ra sẽ ra như thế này mọi người nhé. Đấy, khi mà bọn mình thì tính của mình sẽ tính tới cái trường hợp xấu nhất có thể, đấy là nó sẽ bị bung mối hàn ra thì nó sẽ vẫn chạy được, nhưng chạy được kiểu vừa vừa, tại vì nó vẫn còn cái khớp ở đây này nó giữ lấy nhau ấy, thì nó vẫn có độ rằng nhau, vẫn chạy được anh em nhá. Chứ giống như con Ferrari ấy thì nó chỉ cắm đầu vào như thế này thôi, cho nên là nó bị bung mối hàn ấy thì nó xoay luôn và nó không chạy được nữa. Nên là bây giờ mình sẽ phải làm như thế này. Đấy, nó sẽ chắc chắn hơn gấp
mấy lần luôn mọi người nhé. Đấy, ở đây thì chú lại đang cắt cái trục lát theo hình dạng như thế này mọi người ạ, theo hình dạng khớp như thế này nhé. Đấy, theo hình dạng khớp như thế này này. Đấy, thêm nước chú ơi, có thêm một tí nữa đây, thêm không? Không còn à? Đấy, thì lúc nãy mà mình phải sử dụng đến nước. Đấy, để cho một ít nước vào đấy để cho nó, cái sắt nó đi ấy. Chứ cái sắt của ô tô này nó rất là cứng luôn. Đấy, cứng như chú nhỉ. Cắt bạn, cắt mấy này mỏi tay lắm nhỉ. Mỏi tay lắm. Đấy. Nó rắn ấy. Nó dai. Rắn, nó dai. Rất là khó cắt luôn. Đấy. Bây giờ đang xử lý cái này mọi người ạ. Đấy, mình đang xử lý cái này. Đấy, máy móc xong hết rồi. Ừ, chỉ cần chạy điện đóm thôi, mà điện đóm thì đĩa mình để ngoài trời mưa ấy, nhiều khi nhiều lúc mình quên mình không che mưa ấy, không che là thế là nó bị nước vào đấy. Lúc nữa là mình phải trưa bớt việc đi, chuẩn bị cái giờ nghỉ trưa là mình phải sấy khô toàn bộ cái phần dây điện đi đấy. Sấy khô toàn bộ cái dây điện đấy thì nó sẽ mình sẽ khô phần dây điện, tới lúc mình tắm rắc, tắm cái gì ấy thì nó sẽ không bị vào nước này, không bị chập trước này kia. Đấy, mình rất là sợ cái điều đấy luôn. Đấy, nếu mà nó chập, nó mà cháy ấy, thì nó cháy toàn bộ hết rồi. Vì máy con này là máy dùng toàn bộ điện ấy, nên là mình phải thật và cẩn thận. Đấy, nếu không có điện ấy thì hầu như là vứt đi. Nó mà cháy dù cái ECU của nó đấy thì thôi, cụ đi luôn, nói chung là vứt cái máy. Đấy, công sức của chú cháu mấy ngày trời là nó vứt đi. Đấy, nhưng mà để chiều mình sẽ xử lý, hoặc là mai mình sẽ cho nó hoạt động lên. Thì cái này chiều có xong không? Cả ngày hôm nay có xong không? Còn lại xem lại, xem tốc độ làm sao. Rắn vậy. Còn ngày mai cái cây kia đi. Mai cây nào chú? Mai cây nào chú nhỉ? Mà hai đầu bể này bé đi mọi người ạ. Mà hai đầu này bé đi nhá thì mới hàn được. Đấy mọi người ơi, thì ở bên trong này anh Hùng đang dán ở phía bên trong này để dán cố định cái phần cái này gọi là gì anh Hùng nhỉ? Ngoài xem. Cái này là gì? Ngoài xem. Cái này là táp ly cửa anh em ạ. Không đi phết nhỉ? Hôn phết nhỉ? Hôn như đấy anh em ạ, ở đây thì anh Nhất vừa làm đổ nhựa ở đây, phải đổ đông cứng vào cho nó khô này. Đấy, đây làm ăn không đổ đấy, làm đổ đấy. Anh Hùng làm đổ à? Ờ. Vậy anh phải chịu trận à? Ờ. Tội nghiệp. Tội nghiệp thế nhỉ? Bây giờ anh và anh không chịu nữa. Dán đẹp phết nhỉ. Đẹp á. Đấy, ở đây Hưng là đang bắn cái mấy cái bình ốp bình xăng lại mọi người ạ. Hả? Cô làm ta? Không cần, vừa rồi cũng rác không? Vừa rồi vậy cũng rác không? Không cần hàn gì nữa. Với bốn cái này nó làm điểm mà chính xác rồi. Cái khác thì vẫn đấy. Dán mặt thì đúng rồi. Không anh như này, kia em làm tay chưa cho an toàn đi. Làm tay như nãy em bảo đấy. Mình gọi đi. Cắt thủ thôi.
để mình lắm để lắp mặt nó không lắp tay luôn. Đúng rồi, bôi quắp lên trên cái thành kia kìa. Đúng rồi, là cho nó an toàn. Không còn ví dụ kìm cả mình làm cái cơm mình tháo sắt đinh được, con cái sắt đinh được. Tay bị an toàn hơn là gì vậy? Đỡ phải dùng sắt. Đó anh nhét. Tiết kiệm tí không lắm đi, chắc này mình bán mình còn mua nước đúng rồi. Nói bé thôi, chủ tịch nghe thấy chủ tịch không cho bán đâu. Mày có mưu đi. Ừ, âm mưu. Chết mà phải sợ. Âm mưu. Chết rồi, sợ gì kìa. Sợ gì? Âm mưu tí. Vì nhà ơi nè. Hơi run run một tí rồi chứ không sợ hả? Không biết người ấy. Đấy quan trọng là nó có tủ bằng những cái thứ không? Hả? Nó tròn không? Không, có màu với những thứ không? Những cái vuông à? Những cái ba hôm kia, ba đèn tín hiệu. Nó cho chiều là những thứ không? Sao? Sao cảm thấy hợp lý đi em? Có thể là mình mua Mika. Cái Mika dày đấy, mấy Mika mà nó đặc đặc ấy, có to nó dày như thế. Mình hay nhỉ? Mở không? Hợp không? Hợp chứ? Hợp ạ? À? Hợp. Hợp vậy là được đấy Hưng ạ. Hợp vậy là được đấy. Được. Hưng hợp em gái không mà Huyên lại bỏ được. Tuyệt vời. Vâng, đợi một tí. Đấy, dán cả bên ngoài nữa anh em ạ. Đấy, dán bên trong và dán bên ngoài nữa. Đấy, cho nó chắc chắn luôn. Vì bên ngoài nó bị mép vỡ đây này. Đấy anh em ạ, ở đây chú Lợi đang cắt cái ngàm anh em nhé. Để khớp ấy. Biết rồi chú. Rắn lắm. Rắn lắm anh em ạ, nó dài đấy. To hơn nhưng mình mài mài quá. Anh ấy cũng vừa mài đâu, cái đầu hai đầu này bằng nhau đi. Đầu đúng rồi thì lúc nữa mài chứ. Đúng rồi. Mà mày chắc cũng những con. Ờ mày có bật muối hàn thì nó bắt cốt cốt luôn thì trong chục cái nhiều. Đã thì phải bật muối hàn. Tính thả với nói chung là cơ nó bật thì nó vẫn xoay hết. Đúng rồi. Nhưng mà nghĩa là nó đỡ hơn. Đã toàn rồi không? Lần trước ấy, lần trước nó gãy phát nào nước luôn đấy. Nhìn
Ở đây thì anh Hùng dán xong cái kia rồi, bây giờ qua cái phần tắt đi bên này mọi người ạ. Đấy. Đấy, đang dán hết xong rồi mọi người ạ. Đấy. Chưa dán hết ngoài. Đấy mà mình phải đè cái này này để cho nó đè mạnh cái phần tắt đi này xuống mọi người nhá. Cái phần thân dưới của tắt đi. Có phải không anh Hùng? Vâng. Không phải kiểu vậy, không phải cái gì sếp nói gì cũng nghe vậy đâu. Sai rồi phải sửa ngay. Bẻ ngay, phải bẻ sửa lại ngay. Phải không? Em ăn chưa? Vâng. Cái mép này mình có dán sát vào từ lúc mình bắt vít không anh? Cái mép này mình dán mấy điểm vào để mình bắt cái vít đấy. Bắt vít làm gì? Bắt vít để bắt cái phần tắp ly vào á. Cái lúc đấy mình cũng phải dán cái sát vào đấy. Mấy cái điểm vít có sát đấy. Không biết cho nên cho nhà sản xuất. Vì nhà sản xuất đang làm đây hỏi ai nữa. Đấy. Nhưng mà ở đây thì anh Hưng đang dán những cái phần tai. Đấy, thấy chưa? Đó, cái phần tai. Phần tai ở đây để đã bắt vít rồi nhé. Bắt vít vào. Đấy, không là tới lúc thì mình sẽ không sử dụng khung sắt nữa. Khung sắt ở phía trong này này. Ở bây giờ là bọn mình đang có cái khung sắt ở đây. Đấy, cái gì sắt này. Đang có cái khung sắt ở đây. Thế là không muốn dùng cái sắt này ở đây nữa. Nên là phải làm mấy cái tai ở riêng kìa. Để mình, bọn mình bắt vít lên. Đấy. Được. Sao không dán? Ừ, không dán kia được nhỉ. Dán cái kia, cái kia phải tháo ra này. Đấy. Đẹp phết đấy. Được đấy. Đâu. Cho mấy giờ? Mấy giờ? Mấy chín. Càng ngày dán càng đẹp hơn đấy. Chín là giỏi lắm. Càng ngày càng dán càng đẹp hơn đấy. Đấy. Chín là giỏi. Kinh khủng luôn. Giỏi kinh khủng á. Đây mọi người. Lên lớp rồi. Anh em ơi, ở đây chú Lợi đang mài cây sắt này mọi người ạ. Đấy. Lý do mình mài cây sắt này là bọn mình mài cho nó bé bé lại mọi người nhá. Đấy, cho nó đẹp. Vừa mà vừa đẹp vừa bé lại để cho nó vừa cái kích thước kia. Đấy, anh em thấy chưa? Mài đi nó sẽ bóng như này mọi người nhá. Ủa mình sẽ không để như này đâu. Bộ mình sẽ phải sơn lên cho nó một lớp sơn. Đấy. Chống gì anh em ạ? Và bây giờ thì cũng 12 giờ ấy chú ạ. Chuẩn bị nghỉ về ăn cơm thôi. Đã 12 giờ rồi. 12 giờ rồi đấy, về ăn cơm thôi. Cái này thì nó mài
dài đi lâu nhưng mà nó ra được cái độ bóng của cái miếng sắt anh em ạ. Còn cái kia là mình cứ chớp ấy. Đấy mà không được đẹp hẳn như cái này là mài kiểu như là bóng lộ luôn ấy, rất là đẹp. Ok anh em ạ, bây giờ mình sẽ về ăn cơm chỉ để chiều xử lý tiếp công việc mọi người nhé. Đấy, ở bên đây thì đã xong một bộ rồi này. Đó, bộ mình chưa hàn vào thôi. Đấy, còn bên đây thì vừa mới xong xong. Đấy, bộ mình cũng chưa hàn. Ok. Cái lọc đấy dự định nối hả chú? Con này nối đây. Tại sao? Mà đang nghĩ bảo nếu mà mình ghép bên ngoài thì khó, mình cho vào cái ống này thử cho nó có được không? Tức là mình đã để định hướng nó thẳng thôi, sống rồi là hàn xong cái điểm này thì mình sẽ lối người ra. Đúng rồi, chứ phải lối đó, chứ không phải là cái ống đâu. Mình cầu kỳ vết đấy nhỉ? Cầu kỳ lắm, cái này nó cần một cái đường thẳng song song đấy. Sau này nó không bị lắc. Đấy là cái ống chú Lợi đang cầm trên tay, nó chỉ cái định hướng mọi người nhé, cái định hướng mà. Cái này hàn này rất là cẩn thận, hàn đập hết thủy hàn đi rồi lại đắp vẫn dày lên này. Cái này là mình không thể làm mà để ngay được, hàn đến đâu phải gọt sạch xí đi đấy chứ không có giống á, nào cũng chối quét xí đâu chứ thẳng căng luôn. Chưa bao giờ được cong đấy nhỉ? Chưa bao giờ được cong đâu rồi. Đối cái xí không là mình chưa luôn, chặt cái xí ra được. Về sao bạn ngồi cùng với bọn Dũng với bọn Uyên Huệ mà
Vậy bỏ là gọi cho Nhơn, bỏ Nhơn nó không biết nó có uống rượu không, không ra. Có uống không? Không. À. Có bé. À mẹ. Tắt tập.
tiếp nữa ha, xuống xuống. Vừa biết lên như này nhé. Đây đối tiếp là hay cho trục cái bàn chứ. Thầy Hàn Hàn ăn đầy lên á. Không có mới đóng cái trục cho vào Hàn cái này để nằm bên. Rồi. Rồi anh nhắc cái này. Quái gì quá đen. Ôi còn mấy trục. Dâu sẽ ăn đầy cái vị trí này nhá. Nó bị gì ấy? Bây giờ sẽ hàn bên đấy, chín anh em ơi nhá. Mối hàn này này. Đấy các bạn thấy không? Chín anh em ơi nhá. Cái mối hàn này này. Tôi nói gì đó nhỉ? Tôi nói cho. Mình sẽ hàn tiếp tục xử lý vị trí này. Bấm chưa? Tiếp tục xử lý vị trí này nha. Ok xong. Anh em thấy phức tạp không? Nói chung là một đoạn video phải phức tạp như thế đấy. Tiếp tục xử lý vị trí này nha. Tiếp tục xử lý vị trí này nha. Cho anh em xem đây này. Nó bị dạn nó về mình không thể để được, phải mài đi. Có dạn đâu? Nó dạn cái mối chấm đầu tiên đấy. Đây này. Anh em trông nó hơi rạn rạn đấy. Thì nó rạn. Nó rạn là mình phải mài nó đi để hàn lại. Hàn lại. Đấy không không để nguyên được. Cái này sau này hàn cũng nguy hiểm nghe. Nhưng mà phát hiện rạn nứt là phải xử lý lại luôn. Tại cái mình có nói ở cái trục này nó rất là quan trọng, nó liên quan đến hệ thống truyền tải lực ấy. Nên là bọc trong bọc ngoài nó phải như thế anh em ạ. Là cái điểm hàn của mình thế là nó bị nguội sẵn, nó tiếp xúc nhau chứ nhỉ? Nó nóng luôn đấy, vào bắt nó nguội luôn nữa. Đúng rồi. Thì bây giờ là cái vật liệu hàn nó nên là nóng sẵn đây kìa. Đây thì thấy ở nước ngoài ta hàn người ta có vẻ co lửa lên nó nóng hẳn đấy. Vâng, à, tránh bị dạng ấy. Nó co nhiệt đấy. À, nước muối sau có một gì đó, nước muối đầu tiên là mất luôn. Đây các bạn ơi, cái trục láp này này chú Lợi đang tiến hành nối đây. Ở kia thì chú đang mài nối hết một cái cây tiếp theo. Đây thì một cây đã hoàn chỉnh cơ bản rồi. Lát nữa thì sẽ bắt đầu là hàn vô. Đây mọi người, nhìn mọi người thấy đoạn này không? Lúc đầu ấy thì cái trục láp nó ngắn thôi, nó như này này. Đấy, và phải cắt đôi ra. Cắt ra thì tạo một cái gờ kiểu như này các bạn. Chứ không cắt một mạch vầy. Thì làm như thế này ấy, nó sẽ tạo ra một cái ngàm. Một điểm khóa, mình khóa vào như này. Thực ra thì bọn mình sẽ hàn bên trong. Rồi. Hàn xong rồi ấy, mài bọn mình mài nhẵn đi. Xong hết điểm giáp danh này. Tiếp tục bọc tiếp một cái lớp vỏ bên ngoài, lớp áo bên ngoài để che đoạn này đi anh em ạ. Đấy thì nó sẽ tạo ra nhiều cái điểm giằng chứ không mình hàn ngay như này ấy, thì nó vẫn dễ bị gãy tại vì là ở cái láp này thì nó dồn lực rất là nhiều ở trong động cơ kia, nó vặn lực ở trong động cơ kia để dồn nó bánh xe thì cái này không như cái thước lái. Vậy vậy đúng vậy đấy, ý là đúng là cái vuông ở chỗ hay làm sao ủ nóng
Trước kia là kích thước của nó là 25. Nó to quá phải không? Thế mài phải bằng như này à? Nếu như mà đi, đi tiện thì lại mất thời gian nhỉ? 2/2 em phải mà mất nhiều tiền. 2/3 giống như vậy luôn. 2/3. Bên đây 2/2. Tại sao không kiếm được cái 2/3 chứ? Không có. Không có luôn à? Không có cái. Đấy, tại vì không có anh em biết. Có thì mình đã mua về rồi đó, phải mất công rồi. Đấy, mài giống như này thì không phải hàn như này là xong đâu anh em nhé, phải bọc một cái lớp bên ngoài nữa, tại vì là bọn mình làm cái lát này cũng làm nhiều rồi chứ không phải mới, nên là ngày xưa mình làm chỉ có như này thôi, bọn mình hàn vô vẫn cứ là dùng nó bị gãy nó vặn đấy, nên là cái lát này là rất là cực kỳ quan trọng cho việc cấy một cái lát này ra, không phải đơn giản thế nào đâu anh em ạ. Đấy, đây là chiều hôm qua mình có nói là bộ là cái thương lái thì bọn mình á hàn có thể là không đòi hỏi quá là cao, đây là thương lái này không đòi hỏi quá cao về cái độ cứng cáp như ở cái trục lát này được. Đây trục lát anh em mình dùng không? Đây. Nó sẽ dồn một cái lực ở trong động cơ này. Nó dồn ra cái trục này và nó quay cái lát này thì luôn luôn có độ vặn nhá anh em. Và luôn luôn có độ vặn để tạo lực động lực đẩy cái bánh xe này đi cũng như là đẩy cái một chiếc xe đi. Nên là cái điểm hàn của mình ấy chắc chắn luôn là mình sẽ phải quan tâm và đảm bảo cho nó ổn định. Thì rất là phức tạp, nên là ngay mấy cái mối hàn điểm hàn nó chú đó phải tìm cái cây phù hợp cũng như là cái kết cấu các cái góc hàn kia phải tạo cái gò như này, tạo cái độ điểm bám cũng như là cái kích thước khác hình đi, nó không phải một mặt cắt nó dễ thì gãy sau ôm bên ngoài. Qua mua cái cây xanh xanh kia trông nó non quá không được, cả phải đi mua cái cây đây này mọi người, cái xanh xanh này non, cái này thì non quá, tức là nó là thép này nó chưa, tức là cái độ tôi luyện ấy thì mỗi cây thép nó có một cái độ tôi luyện khác nhau, thì cái này có vẻ non hơn này, cái này có vẻ cứng này đấy, thì cây cứng hơn nữa nhỏ ăn to hơn, tức là phải mài đi, mài đi một bộ này anh em ơi, đây là phải cắt là như này mới được này, tức là phải đẽo nó tròn tròn như này, này mọi người thấy không, lúc nãy là cắt hình vuông thôi, góc vuông thôi, nhưng mà bây giờ là phải chuyển sang góc như này rồi này, lấy nhét cho anh em xem đấy, lấy nhét rồi này mọi người ơi, đấy cả hai đầu này đều vậy luôn này đấy, tức là bọn mình làm như này ấy thì lát nữa bọn mình vào như này này em nhìn không, thì nó có cái đoạn rỗng này nhiều ấy, để mà mình đốt quẹ hàn nó chảy vào thì nó mới có nhiều điểm để mà chứa quẹ hàn được ấy, nó đắp nó dày lên được, chứ nếu bọn mình chỉ làm ngay góc vuông như thế thôi nó đắp không dày được, và mình đắp bên ngoài mình mài đi để bằng cái trục ấy thì nó lại mỏng, cái mối hàn nó yếu, phải đắp như này đấy, cái cây nó vậy này, cái đầu nó vậy luôn này, phải quét như này, vừa nãy chú lỗ khoét hai đầu đều như nhau rồi đấy, lát nữa nói chung mình sẽ hàn vào thì anh em sẽ hình dung cái nguyên lý, đây nó sẽ như này đây mọi người nhá, như này này mọi người ơi, sau rồi sau đó là bọn mình hàn xong đầu tiên, không phải hàn xong mà bọn mình luồn sẵn cái này vào từ trước rồi, tức là luồn sẵn này vào hai đầu, không làm từ đầu một, đây luồn vào đầu đây ở giữa này, sau hàn xong thì bọn mình sẽ luồn cái này xuống dưới này để khóa cái điểm nó khóa lại, mọi người thấy không, rỗng là ông sống thấy, khóa đoạn này lại, hàn chết đoạn này ok rồi nhé, ngon lành rồi nhé, thì mài trơn tru đi để đút tiếp cái này vào đây để chờ xong hàn đoạn này vào, hàn lại chắc chắn vào xong bắt đầu lại luồn đóng cái xuống đây đấy, thì nó sẽ tạo hai cái đai như thế này để bắt giữa cái trục lát này, nó sẽ đảm bảo cứng anh em ạ, thực ra điểm nối nó đã không cứng rồi thì bọn mình sẽ phải làm sao, thứ nhất đầu tiên là đắp quê hàn nó dày, đấy tạo cái điểm vát vào bên trong như này để đắp quê hàn nó dày, sau là đắp thêm cái lớp bên ngoài nữa để bọc đi bọc lại, thì lúc nãy là đi mua cái ống như này anh em ạ, để tìm một cái ống như này nó vừa đấy, vừa trục này, nhưng không có ống nào vừa trục này, nó chỉ có nhỏ hơn hoặc là rộng hơn thôi, thì nó sẽ tạo cái độ dơ nhất định, thế là chú Lợi lấy luôn cái ống này và cắt một cái đường ra như này để phù hợp với cái ống trục này mọi người nhé, đấy thì lúc nãy là phải tại tiện với cái trục này nó bằng cái kích thước của cái trục lắp cũ này anh em ạ, nếu như mà to quá đến cơ hội không luồn cái ống vào được đấy, vì thế là bọn mình phải tiện cho không mài cho nó bằng nhau thì lát nó mới đút cái này vào được đấy, đây là cái lý do tại sao mà chú Lợi từ nãy giờ phải mài hai trục như này rất là kỳ công, đây đây một trục không trục ngoài này, đây đây trục nữa, đây cái trục nữa là thứ hai đây mọi người ơi, đấy đây này mọi người này, đấy trục nữa này. Đấy chưa?
ống ốp bên trong. Cái ống này làm cái ống định hướng cho nó thẳng. Cứ thay đồ vào mà hàn ở trong này. Ống này ông dẫn hướng anh ạ, thế là lít hai chụp cái vào đây, sau đó là nó nằm trên đây 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 đúng không, sau đó lá hàn ở cái vị trí mà chú lại cắt bỏ đi, hàn ở đây đấy. Mình làm như thế này thì nó thẳng hơn, chứ còn như là trước đây mình cứ phải cân đo từng tí một đấy, nhiều khi cứ phải tháo ra cắt vàng liên tục. Đây đây là cái đây là vừa là nhiều cái máng để mà mình nối hai điểm hàn nó nhau. Đây chú đợi xem luôn cho anh em nhìn. Đoạn này mình phải mài đi tí hoặc là cắt rộng ra tí xuống đến dưới này, cắt xuống đến dưới này. Nói chung là tràn chấm cơ bản, xong rồi lại rút cái ống này ra thôi anh em ạ. Ống này chỉ là cái công dụng như thế thôi. Đấy. Nó tận hướng rồi mà. Mọi người nhìn thấy chưa, mối hàn như này, này đắp tiếp lại phải đắp, tức là hàn xong một mối này phải kiểm tra em có nứt không mới hàn tiếp được anh em ạ, chứ không phải là cứ hàn liên tục được, tại vì là hàn trước là như thế người ta nói nhiều lắm, cái bọn đội người ta đi thi người ta đi thi hàn đấy, người ta mới hàn chưa. Music video music kìa. Yeah. Music này thì cứ ta nhiều music này làm gì vậy chứ? Này cả bạn phần nhạc chúa. Quấn. Ok rồi. Nắng nóng rồi. Nó đã qua là không được gì. À, nó mài thành cái trục như này em, tức là máy phải như này xong rồi nó luồn cái trục ốp bên ngoài ở giữa nữa, chứ không phải là hàn như này xong đâu, nó chảy cao su chứ chưa lên đây. Bây giờ xếp luôn cái ống đai vào đây này. Đấy. Bạn không biết. Bạn không biết. Cho biết quay cho trả theo. Được. Cái đấy thôi, mình kinh mất. Anh của Hưng đi qua đấy. 3, 2, 1 bắt đầu. Đặt vào trong cơ quay về lên trên đợt trên lên đời ba bắt đầu.
Ờ, rút cái gây ra, rút cái gây ra. Cảnh rút cái gây ra. Đấy, lấy chắc chưa? Đấy nè, nhớ để mặt này trong quay sâu sâu qua tí chút chỉ tí không bắt đầu quay mấy cái thằng Hàn đấy. Hiểu không? Chắc chưa? Hai cái điểm này đều bọc như này, một điểm này với điểm này. Cái Hàn bên trong xong sẽ ốp bằng cái bên ngoài như này nữa. Hàn ơi. Đó, xoay tí xoay. Xoay đấy một chỉ tí trong cái Hàn. Sửa cái phần này nha anh em. Nguồn nó thẳng được cái trục này. Cắt đi à, không vừa không? Cắt đi cho nó vừa. Nào phải gọi bố Quang kìa. Bố Quang thì làm gì nữa? Bố Quang thì chạy mất dép luôn. Kinh. Đấy, phần này luồn vào đây cho nó thẳng nghe nhau ạ. Chặt quá cậu, để chặt chặt vậy nó mới không, nó mới chặt quá cũng được nhưng mà nghĩa là không rút được ra, không quay được nó đi trong rồi đấy. Quay thì phải làm cái gì vậy? Vậy xong cái này lại phải cắt ra vứt đi à? Không, cái này đầu tiên thì là hàn được bên đây không phải cắt, nhưng mà cái này vào đây thì phải dĩa bên đây xong rồi đính lại đấy. Nó là cắt ra không vứt đi đi. Hàn hai cái gốc ở trước. Đúng cái hàn hoàn thiện trước đi kìa. Đây gốc này. Đây gốc này. Không cái hàn hoàn thiện một cái đi kìa. Dạ. Sao thấy đó ông này? Mày đấy. Cảm ơn. Hoàn thiện từng cái một đấy. Xong rồi. Dạ. Nóng lắm anh em ạ. Bố buồn luôn. Em thở đi quá. Úi, nóng vậy nhưng mà nó truyền nhiệt. Cái này nó còn nóng lên đây. Đồ hoa ngầu lên đây anh em. Đấy, tím lịm lên rồi. Tím lên màu titan. Titan, ra titan này. Rất là đẹp luôn. Nào. Hello. Hello. Mày không chào anh à? Hello. Hello. Đâu vậy? Đây, chỗ này. Nó chạy. Rồi. Nào. 3 2 1 bắt đầu. Này mới được một cái, tại vì hàn cái này rất là lâu anh em ạ. Yeah.
trục về là cũng hơi liều ấy. Xe không ai dám nối trục về đâu. Pakistan này chứ gì? Pakistan nối kinh khủng luôn. Pakistan nó còn nối cả trục cơ mà. Trục cơ chưa trục yếu. Trục đấy, trục yếu chuyển động đấy, trong động cơ đấy mà. Trục cơ xoay lại để hàn méo bên kia anh em. Đấy anh em ạ, thì cơ này câu lợi cũng hàn nốt cái phần này. Đấy, hàn nốt phần này là nghỉ rồi con. Trời tối rồi. Hàn nốt phần này còn đợi xem. Vậy hàn đến 12 giờ đấy mà con. Còn thời gian là còn hàn à. Đấy, thì ngoài giờ thì cũng chuẩn bị tối rồi nhá. Chập tối rồi. Nên là video cũng khá là dài rồi. Đấy, mình cũng kết video ở đây. Đấy, kết đi con. Bye bye anh em. Bye bye anh em. Bye.